ở đó bé, order nước ở ngoài nha. Ngồi đi con chút quá. Hello mọi người. Trời ơi, thương nhau quá, chụp hình không? Trời ơi. Dạ, ủa chị order, chị biết cách order chưa? Dạ, mấy em có hướng nhân viên nó hướng dẫn gì rồi phải không? Dạ. Đây đây, các thầy chụp cho tự sướng cha cha. Thời buổi giờ mà ai mà ngồi. Trời ơi. Thì ra thì ra trong phim kiếm hiệp nhiều tập mày là phái Nga Mi. Trời ơi là trời, nó ngồi từ bây giờ tôi tưởng nó là phái Võ Đan. Một lát nữa nó trời ơi, trời chị ơi chụp hình đi, thì ra nó là phái Nga Mi. Trời ơi, nó biết biết nó tên gì không? Bạch Cốt Tinh. Tao tiêu diệt mày à. Bữa nay thấy chị ngựa không? Dạ có. Ngựa có đẹp không? Xuất sắc. Xuất sắc. Dạ mình order bánh tráng cho em. Order bánh tráng giùm chị được. Chuẩn bị tới Halloween rồi. Nhớ là đến đây quý vị. Chuẩn bị tới Halloween rồi. Trời khách chẳng kẹt luôn rồi. Quý vị quay lại khách nặng. Khách chẳng kẹt luôn rồi đó. Khách kẹt rồi quý vị. Chuẩn bị tới Halloween rồi. Cho nên á, ngày mai là ngày thứ bảy, các thi sẽ cố gắng là trang trí Halloween, làm hụt ma và tất cả các nhân viên của các thi phải quá trang thành ma quý vị. Đó là ngày Halloween nha, phải quá trang, nhân viên của các thi phải quá trang thành ma đó. Còn nếu còn các thi hả sẽ kêu Simlet qua quá trang thôi, mà Simlet không cần quá trang, mặt nó cũng giống con ma nha quý vị. Hello gia đình mình. Ủa đang ngồi tịnh tâm hả? Ông nội vô ăn bánh tráng mà ông nội làm gì nè? Hả? Đầu phái nam hay phái nữ? Nữ mà có râu. Nữ mà có râu. Thủy Hồng. Trời ơi là trời. Mày đừng ông hay đàn bà mày, mày tên Thủy Hồng. Mày nói cho chị nghe coi. Có tính tin cho chị làm á. Yeah. Thôi đừng có nói vậy. Nhiều khi em nó không phải là BD, mà nói vậy em nó ngại đúng không? Không. Nhưng mà BD chấp nhận BD đi em. Không có con mẹ gì nè. Dựa với ai? Dựa với con mèo. Thì ra BD đang đi trái với luật tổ. Nó nghe nè. Nghe lời chị. Không có sao, không có buồn. Mình BD mình phải hãnh diện lên. Trên đời này còn nhiều cái thú vui lắm. Nhiều khi người ta không là đàn ông đàn bà không bằng BD mình đâu em. Vui vẻ lên nghe không? À, nghe không? Nó nghe nè. Bây giờ em muốn làm thẳng. Em muốn làm thẳng hay là làm dai? Hay là làm thẳng hay là làm BD? Nè, nếu làm BD thì hãy bú bên trái. Làm đàn ông thì hãy bú bên phải. Nè bé. Bé, tao có hai bầu sữa. Ông có gớt rồi ba ơi ba. Cái vú người ta làm như hai trái lựu đạn vậy đó. Ông nội đi kêu coi chừng gớt đầu con nhỏ bé kia. Hả? Dạ ok con đứng lên chụp với cô nè con. Đứng lên đó. Qua đây chụp với cô nha. À, cười lên cười lên. Nghe không? Dạ. Có ốc có chân gà ngon lắm. Cái gì ủng hộ em nha. Cảm ơn gia đình mình. Ê mấy đứa ăn ốc với chân gà thử chưa? Chân gà nước chấm xuất sắc. 70 triệu, 75 ngàn á, ngon lắm. Ủa sao đi mình lên vậy mình? À có đi có người yêu. Dạ. Với miệng của bà đó các bạn. Con. Ba mới là ba ruột con nè. Ủa nhà mình ở đâu lên vậy anh chị? Bình Chánh ha, gần đây ha. Vậy gì? Ok ok chụp hình với em. Là Như ra đây chụp Như. Như mở em với. Hả? Nè hai tụi mày che tao luôn đi, leo lên đầu tao ngồi nè. Hai đứa này. Đó quý vị. Đặc biệt quý vị đến bánh tráng trộn đi va nè. Có chè nè, trà sữa. Hello. Hello. Dạ. Ủa gia đình mình ở đâu qua vậy? Gò Vấp hả? Gò Vấp. Cũng có xa gì mấy đâu. Đi con tiếng mấy, hai tiếng là tới rồi. Ờ, lúc đi thì cái mông nó tròn trịa, nó trắng trẻo. Lúc về cái mông nó mớp bị lát nữa. Ngồi đợi viết. Để chụp hình đi. Có quay
quay clip. Quay clip hả má? Rồi tôi đứng cười cười như con điên vậy đó. Mình order chưa? Mình muốn ăn uống cái gì mình order. Bên đây là đồ ăn nước uống, có trà sữa này cái nọ. Rồi có kem nữa, có chè nữa. Bên đây đồ ăn mặn ha. Đó. Còn nếu mà mấy bạn ăn no, mấy bạn order bánh tráng không cũng được. Còn không thôi ngồi chơi thôi, không cần ăn cái gì cũng được. Nghe không? Nghe không? Cứ ngồi chơi thôi, không sao. Không, tại vì cái này vô đây chủ yếu là vô đông cho nó vui cũng được. Không có nhất thiết mình phải ăn. Mà mình ăn no rồi, còn nếu mà mình cảm giác muốn ủng hộ thì ủng hộ. Mà không ăn thì nó kỳ. Cho nên thôi mình muốn thích mình ăn không ăn thôi. Để chị lấy menu cho mấy đứa lựa nghe. Tại hello gia đình mình. Chị Thủy cầm cái mi lên nói em. Của em 60 nghe. Quý vị đến bánh tráng trộn Diva, quý vị nhớ là thí dụ có ai có sinh nhật vào những anh với quý vị đến đây mà quý vị có sinh nhật mà quý vị có lấy căn cước công dân ra cho các thầy thấy ngày thôi. Đúng ngày hôm nay hoặc là ngày mai, bất kể ngày nào trong tháng cũng vậy. Và quý vị có sinh nhật quý vị cứ lại đây. Quý vị được tặng ly trà sữa với lại cái bịch bánh tráng. Tuy nó không bao nhiêu mà nó vui thôi. Cái đó là cái vui thôi. Cái giá trị nó không có nằm ở đó. Nghe. Nó chỉ là vui thôi. Có nhiều người á người ta ngại, nhưng mà không ngại mẹ gì đó. Đến mình ủng hộ, mình trả tiền mà ngại mẹ gì. Đúng không? Các thi thích, hồi xưa các thi đi ăn đi uống cũng vậy nữa. Mình ăn mình bỏ tiền ra, mình cũng có cái quyền giới hạn của mình. Và người ta phục vụ cũng có cái giới hạn của người ta. Nhưng mà điều đầu tiên mình luôn luôn nhớ nha, các thi cũng hay nói với là nhân viên của các thi, các thi xưng nó là em út. Còn nó phải xưng với lại giống như khách hàng phải xưng nó là nhân viên, để cho phân biệt ra. Với lại các thi cũng nói á, chị không phải là chủ của mấy đứa, mà chủ mấy đứa là khách hàng. Khách ta đợi đây ta ủng hộ một ly trà sữa là người ta đem tiền tới cho mình bán cho người ta. Và đặc biệt quý vị biết không, là riêng bản thân của các thi á, riêng bản thân của các thi á là nó là như vậy nè. Thay vì những chỗ buôn bán khác á, là người ta buôn bán đồ ăn, người ta buôn bán đồ ăn đúng không, người ta kiếm lợi nhuận từ đồ ăn. Còn các thi thì được mọi người thương mến rất là nhiều. Đồ ăn của các thi chỉ là giai phụ thôi. Cho nên á, các thi rất là bị mang ơn của khách hàng của mình. Cho nên chỉ muốn khách hàng mình đến đây thoải mái, với tâm thế thoải mái. Thích thì ăn, không thích thì thôi. Vậy đó, muốn ngồi tới giờ nào ngồi. Không phải là quý vị mà đến đây quý vị mua một ly trà sữa rồi quý vị ngại, quý vị ngồi tí xíu quý vị đứng lên về. Không, quý vị cứ ngồi thoải mái, bao ngồi luôn. Ngồi luôn, khi nào quán đóng cửa phải về nghe cha. Cha còn, nhưng mà cũng nói đi nói lại cũng ưu tiên cho mấy anh trai trẻ. Ngồi tới 1 giờ sáng. Với điều kiện phải liếu liều liêu bà bóng già này. Hà tên, mày làm đủ nước hồi nãy nghe. Đó quý vị, bây giờ là tới giờ mà khách của bánh tráng trộn đang vô lai gai. Thật sự ngày hôm qua mưa quá. Có ngày hôm qua có dự định qua em không? Mà bị mưa đúng không? Đúng không? Em đón ngay mà. Buồn lắm. Dạ. Ngày hôm qua bị mưa rất là lớn. Qua đi nữa được ướt về. Ồ, tội nghiệp quá vậy. Cái miệng này nó xạo mà không ngớt nè. Quỷ sứ, tôi lấy súng tôi nã ông ghẹo BD hoài. À, ăn không hết hả? Bây giờ không những cho cái hộp mà cho 10 cái hộp. Ông nội ơi, người ta đã cho cái hộp được ông bưng cái dĩa. Sao cha này chẳng gây quá à? Nè ba lấy con thôi đi ba. Còn hai trái lựu đạn là lấy về cho nộ. Đi đâu hả? À? Mua xuống đi, đi dạo đi ông xã. Có về hả anh? Ý là tưởng mấy anh đi về. Đi về đi đường này. Đó có cửa sau hả? Không, ở đây có trên lầu. Anh là chồng em, anh được về nhà. Ai ông nội, ai nào tên anh ông nội? À quên, chế. Trời ơi, nó kêu anh này tên gì nè. Trời, chế này tên gì? Hôm bữa kìa, bà nội kia đang chạy xe đi ngang, biết làm gì nè. Ê, trời, ông nội Chí Hùng kìa. Ủa, tôi đơ vậy sao? Hello cưng. Trời ơi, có ốc nữa xong kêu ốc ăn. Ốc gì? Ốc bú. Có hả? Trời ơi, bà nội ơi. Nguyên một nồi chà bá lửa. Có ốc bu, ốc bu. Nè. Bu nè. Ốc đắng hả? Ra chợ Bà Chiểu mua ăn đi ông nội. Người ta bán giống như mấy đứa kia biết nó làm gì không? Tôi bán bánh tráng trộn. Biết nó nói gì không?
cho em hai tô à, cho em hai hai ổ bánh mì. Nó nhiều quá. Nó nhiều. Đẹp quá, luôn mờ quá. Đẹp không? Bữa nay biết sao tôi ngựa không bà, tôi đi chụp hình đó bà. Nè bà thấy tôi dán hai cái núm linh chi lên. Nào không xài với cho em. Ai? Nào không xài cho em. Thôi ba có đồ giả không đừng quan tâm. Ba có đồ trang trí á, hiểu không? Ba có đồ giả không à. Đồ này chừng nào bỏ nhớ cho em luôn nha. Trời đẹp. Không 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 không, chị bỏ chị làm. Chị làm cái khác em. Nhất là cái quần này trời ơi má ơi nó đẹp. Đừng đừng có chừng tu quần vậy bé. Con nhỏ này nó chơi khăm lắm á nha. Dù khi nó giật nó kéo xuống cho người ta thấy cù lẳng để cho người ta biết tôi không phải là đàn bà đó. Mà từ giờ tôi lạng vòng vòng không ai biết tôi BD. Anh biết em BD không? Từ giờ anh có biết em BD không? Biết. Không. Không, trời ơi là trời. Ông mắt ông bị bù là anh ăn rồi đó. Ông áo đại. Tôi kéo lên ông nội. Thử rồi. Trời ơi. Nó lú cái gì không? Ông nội, ông vừa lên bậy bạ rồi chút bướm nó bay ra đùm lum à. Ở trong đây em đang anh biết em đang nuôi con gì không? Con chim quành quạch. Gò kìm đeo nữa anh biết con chim gì nữa không? Chim gõ kiến. Anh muốn cái miệng của ông, cái miệng của ông, ông nói dở lên mà nó kêu cọc cọc, nó kêu hoành hoành là chết luôn á đó. Quý vị cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành với đứa này đem ra nha. Không mình lại đây mình ăn mình ủng hộ cho các tiên. Có sao đi hai người hả? Trời đẹp trai quá. Bạn gái, bạn gái hả? Đi với bạn hả? À bạn trai, anh trai hả? Dễ thương quá. Có người yêu chưa? Có rồi hả? Ngồi mình nha ba. Ủi sứa à. Dạ mình vô đây mình lựa chỗ ngồi giùm cho các thi nha. Em xin mời. Đó. Dạ mình vô đây mình lựa chỗ ngồi giùm cho các thi. Đó. Cũng như là quý vị ủng hộ giùm cho bánh trăng trụng đi va tại 402 đường An Dương Vương phường 10 quận 6 để luôn luôn đồng hành với lại quý vị qua những chương trình đặc biệt nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.